Phần phụ giải về sáu cõi trời dục giới. Có một vấn đề vẫn được bàn cãi giữa những người nghiên cứu về đời sống tình cảm của chư thiên trong sáu cõi trời dục giới là hình thức làm tình trên sáu cõi ấy như thế nào, khác nhau hay giống nhau. Theo ý kiến của một số vị giáo thọ sư, thì chư thiên ở cõi đạo lợi và tứ thiên dương cũng có hình thức làm tình như nhân loại, nghĩa là vẫn có những chi tiết thô thiển. Đối với chư thiên cõi dạ ma thì có khá hơn một chút, họ thỏa mãn nhục cảm bằng những nụ hôn và sự xúc chạm của hai cơ thể. Về sinh hoạt tính dục của chư thiên cõi đâu xuất, thiên nam cùng thiên nữ nắm tay nhau thôi. Các vị trời ở cõi hóa lạc chỉ cần nhìn nhau mỉm cười, còn đối với chư thiên tha hóa tự tại thì tế nhị nhất, họ chỉ nháy mắt với người khác phái và như thế cũng đã thấy quá đủ. Nhưng theo các ngài chú giải sư thì hình thức làm tình trên sáu cõi trời dục giới chẳng có gì là khác biệt với nhân loại như trong sớ giải kinh Sagiti có nói, sinh hoạt tình dục của chư thiên trên sáu cõi trời dục giới cũng bình thường như nhân loại thôi. Lại nữa, chư vị chú giải sư còn bác bỏ ý kiến của các giáo thọ sư nói trên như sau. Một khi không có sự xúc chạm cơ thể thì không thể nói là làm tình được. Các ngài phụ giải sư cũng đồng ý với chư vị chú giải sư qua câu nói sau đây trong Terasakandavi Mayatika. Chư thiên trên sáu cõi trời dục giới cũng làm tình bằng cách ôm chặt lấy nhau như nhân loại. Có điều đáng ghi rằng đối với tất cả chư thiên không có tình trạng xuất tinh, còn trong bộ Terasakandavina Yatika lại trích lời ngài giáo thọ sư Dhammapala, người Tích Lan, xác nhận điều đó một cách hạn chế hơn, chỉ có bậc Lậu Tận và chư Phạm Thiên mới không xuất tinh. Tiếng Lậu Tận ở đây ám chỉ cho hai tầng thánh quả cao nhất. Vấn đề giải quyết sinh lý chỉ có ở cõi dục giới và chỉ có đối với hai tầng thánh thấp cùng tất cả phàm phu. Trong số các phàm phu ta còn phải kể rõ một vài trường hợp ngoại lệ là đối với chúng sinh dưới địa ngục và giống ngạ quỷ. Nitriha, Matanika đều không bao giờ có việc giao cấu bởi đời sống của chúng là những chuỗi ngày đau đớn cùng cực và liên tục, nên còn tâm trí nào nghĩ tới nhục dục nữa. Riêng về các loài hữu tình khác ở dục giới thì đều bị nhục dục chi phối cả. Để cảnh tỉnh mọi người về khoái lạc xác thịt, các ngài đã nói như sau. Trí nhân không sao yếm ly được khoái lạc nhục cảm, một khi vẫn còn bị ám ảnh bởi những khao khát thèm thuồng về nó. Khoái lạc nhục dục chẳng khác gì niềm hạnh phúc chợt đến chợt đi của loài ngạ quỷ. Nếu bàn về phương diện Phật Pháp ngay thời điểm hiện tại, thì ta phải nhìn nhận một điều là trên thiên giới có nhiều điểm ưu thắng hơn cõi nhân loại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì vào thời kỳ bậc đạo sư còn tại thế, mỗi xứ trong Diêm Phù Đề, Ấn Độ đều có rất nhiều thánh cư sĩ và họ đã lần lượt nhau sinh lên các tầng trời. Thế là số lượng thánh chúng trên cõi trời đã tăng vọt. Riêng số lượng thiên nhân chứng đạt thánh quả trên các cõi trời thì phải nói là không thể đếm được. Vì cứ mỗi lần Đức Thế Tôn thuyết giảng một bài kinh đặc biệt như kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Đại Hội, kinh Đại Niệm Xứ, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Bình Tâm thì có đến hàng vạn hàng ức vị trời đắc quả, nhất là vào dịp ngài thuyết tạng thắng pháp, những con số đó được nhân lên nhiều lần. Trong khi đó ở cõi người, ngày một vắng bóng thánh nhân, thậm chí cho đến nay hầu như không còn ai nữa. Sở dĩ có tình trạng đáng buồn hơn thế nữa, đáng lo ngại như vậy, là vì vào thời buổi bây giờ, trong thế giới nhân loại, không có được mấy người chuyên tu thiền quán. Đã thế, sự chứng đạt thánh quả luôn đòi hỏi phải hội đủ 7 yếu tố tiêu chuẩn mà đối với loài người bây giờ thật không dễ gì thành tựu trọn vẹn. 1. Phải là người tam nhân. 2. Phải có một vốn liếng trí tuệ về thiền quán từ đời trước. 3. Phải có những nỗ lực đáng kể ngay đời hiện tại, tức lúc gia công tu quán. 4. Phương pháp thực hành phải đúng theo chánh tạng và chú giải Athakatha. 5. Phải có một trú xứ thích hợp. 6. Phải thật sự rỗi rảnh thoải mái, không bị phân tâm bởi thập quái niệm. 10 điều ràng buộc,
Palibodha, 7. Phải tu tập đúng thời, đúng lúc. Và một lý do quan trọng khác nữa đã dẫn đến tình trạng thiếu vắng thánh nhân ở cõi người là phần đông ai cũng tu quán như là một thói học đòi, làm thánh, lố bịch. Họ tu quán vì nhiều động cơ hạ đẳng, hoặc vì danh, hoặc vì lợi. Lý tưởng tầm thường đó được phát họa qua những suy nghĩ, những tính toán. Mọi người sẽ biết ta là người tu tập thiền quán, đó là một vinh dự đáng kể. Với danh nghĩa một tu sĩ chuyên tu thiền quán, ta sẽ được hộ độ dồi dào. Trong chánh tạng, bậc đạo sư còn nêu rõ năm điều tiên quyết để mỗi người có thể dựa vào đó mà tự xác định được rằng mình có thể chứng ngộ thánh quả ngay đời hiện tại hay không. 1. Phải có niềm vui tịnh tính tuyệt đối vào tam bảo, vào vị thiền sư. 2. Phải có một cơ thể mạnh khỏe, vô bệnh. 3. Không dối thầy dối bạn, nghĩa là phải thật sự trung thực đối với thiền sư cùng các thiền sinh đồng môn. 4. Phải dám lập nguyện hy sinh tánh mạng và xương máu của mình cho công phu tu quán. 5. Ít nhất cũng đạt đến sinh diệt tuệ của thiền quán. Y cứ vào năm điều tiên quyết này của một người muốn chứng ngộ thánh quả ngay đời hiện tại, thiền sinh có thể tự tìm hay không trong quá trình tu quán của mình, chỉ cần khiếm khuyết một trong năm chỉ tiêu tiên quyết thì xem như đạo quả ngay đời hiện tại đã nằm ngoài tầm tay thiền sinh. Nói chung, nơi nào có đông đảo giáo đồ thì nơi đó Phật giáo phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, nếu xét trên mặt địa bàn xiển dương Phật giáo thì trên thiên giới gần như là một thánh địa, bởi vì ở đó có một lực lượng thánh nhân quá đông đảo hùng hậu và số thiên chúng quy ngưỡng tam bảo cũng đông hơn số lượng Phật giáo đồ ở cõi người. Nhưng tuy vậy, nói về những thiện sự tích cực trong công cuộc xiển dương chánh pháp thì ở cõi nhân loại ưu thắng hơn trên thiên giới, bởi vì chỉ có ở cõi người tam tạng mới được truyền thừa bằng nhiều cách giảng dạy, học tập, thuyết giảng và thính văn. Còn trên thiên giới, các vị trời chỉ làm được hai việc, thuyết pháp và thính pháp. Cho nên ta thấy rõ ràng là Phật pháp ở cõi nhân loại tuy kém phần ồ ạt, nhưng lại le lói trong những nỗ lực tích cực. Thay vì trên thiên giới thì có phần tiêu cực hơn, giả lại, trên thiên giới cũng không có chư tăng như ở cõi người. Đó là những nét ưu thắng của Phật pháp dưới cõi nhân loại mà thiên giới không thể bì được. Biệt giải về 16 cõi sắc giới. Trước hết ta phải tìm hiểu ý nghĩa của hợp từ Rupavacharana, cõi sắc giới. Gọi là cõi sắc giới vì tại đây là trú xứ của chư Phạm Thiên Hữu Sắc. Cõi sắc giới là chỗ mà các tâm vị thục sắc giới có thể sinh khởi. Cõi sắc giới là cõi Phạm Thiên còn có sắc pháp. Tất cả cõi sắc giới đều là trú xứ của chư Phạm Thiên, Brahma. Vậy, Phạm Thiên là gì? Tiếng Brahma có nghĩa là người có ơn đức ưu việt, người có pháp tánh cao trội. Ơn đức ưu việt hay pháp tánh cao trội ở đây ám chỉ cho thiền định trình độ cao thấp của tâm linh. Chính các ngài cũng đã định nghĩa về danh xưng này như sau. Chư Phạm Thiên là những vị tiến đạt phát triển các pháp tánh ưu việt như thiền định chẳng hạn. Có hai trường hợp tiến phát về thế tục và tiến phát về pháp tánh. Tiến phát về thế tục là sự dồi dào các khía cạnh vật chất như uy quyền, danh vọng, đồ chúng, lợi lộc. Tiến phát về pháp tánh là sự tăng thượng trên các phương diện giới hạnh, thiền định, trí tuệ, đạo quả. Hay nói cách khác, tiến phát về pháp tánh là sự tiến bộ trong pháp học, Pariyatti Dhamma, pháp hành, Patipatti Dhamma và pháp thành, Pativeda Dhamma. Ở một chừng mực nào đó, chư Phạm Thiên chẳng những tiến phát về pháp tánh mà còn là những người tiến phát về các mặt thế lợi, bởi vì từ hào quang, dung sắc, thân tướng, tuổi thọ, thiên lạc ở Phạm Thiên giới đều thù thắng hơn chư thiên ở các cõi dục giới.
Trên phạm thiên giới cũng có đền đài, hoa viên kỳ vĩ, đẹp đẽ gấp mấy lần các cõi dục thiên. Đó là ý nghĩa của danh từ Brahma. Sau đây sẽ lần lượt biệt giải về từng cõi phạm thiên theo mỗi tầng thiền. Trước hết là ba cõi sơ thiền. Cõi phạm chúng thiên Brahma Parisara Bhumi. Các phạm chúng thiên, cõi phạm chúng là những vị phạm thiên tầm thường, không có quyền uy gì đặc biệt so với chư phạm thiên khác cũng ở tầng sơ thiền. Chư phạm thiên cõi phạm chúng còn là những người tùy tùng thuộc hạ của các vị đại phạm thiên. 16 cõi sắc giới được phân ra thành 4 tầng phạm thiên giới dựa trên theo 4 tầng thiền dứt. Mỗi tầng phạm thiên giới lại có 3 cấp phạm thiên Brahma. 1. Brahma Parisara Bhumi, hạng phạm thiên tùy tùng của các vị phạm chủ hay đại phạm thiên. 2. Brahma Purohita Bhumi, hạng phạm thiên làm phụ tướng cho các vị phạm chủ. 3. Maha Brahma, đại phạm thiên có quyền lực chi phối hai hạng trên. Chỗ ở của mỗi cấp phạm thiên được gọi tên theo vai trò của họ, như vậy trú xứ của cấp phạm thiên thuộc hạ được gọi là cõi phạm chúng, như các ngài đã giải thích. Cõi phạm phụ thiên Brahma Purohita Bhumi. Người giữ chức vụ cố vấn trong triều đình thì được gọi là thái phó hay trọng phụ, hay là phạm phụ thiên là những vị cố vấn hay thái phó cho đại phạm thiên. Chỗ ở của các phạm thiên cố vấn này cũng được gọi là cõi phạm phụ Brahma Purohita. Cõi đại phạm thiên Maha Brahma Bhumi. Phạm thiên là những vị mà cái gì cũng vượt bậc ưu việt. Thật vậy, chư phạm thiên nếu so với các chúng sinh ở dục giới thì các vị luôn hơn hẳn họ về mọi khía cạnh thiền định thắng trí, tuổi thọ, dung sắc thiên lạc và uy lực. Đại phạm thiên là những phạm chủ, cai quản tất cả phạm thiên ở hai cõi phạm chúng và phạm phụ. Trong hàng ngũ đại phạm thiên lại được phân ra 3 cấp nữa. Hạng đại phạm thiên có hào quang chói rực cả 1000 vũ trụ. Chakavala được gọi bằng mỹ danh Sahasabrahma. Hạng thứ hai tên là Visahasabrahma, có hào quang chiếu sáng cả 2000 vũ trụ. Hạng thứ ba được gọi là Tisahasabrahma, có hào quang tỏa rộng khắp 3000 vũ trụ. Chỗ ở của các đại phạm thiên cũng được gọi là cõi đại phạm. Tuy nói là ba cõi sơ thiền nhưng kỳ thực đó là ba khu vực riêng nằm chung trên một mặt bằng bao la. Khu vực của phạm chúng thiên thì gọi là cõi phạm chúng. Khu vực của các phạm phụ thiên thì gọi là cõi phạm phụ. Khu vực của các vị đại phạm thiên thì gọi là cõi đại phạm thiên hay lãnh địa của các phạm thiên. Và ở khu vực nào cũng đầy rẫy những đền đài hồ sen hoa viên, chúng được cấu tạo toàn bằng bảy báu và luôn chiếu rực hào quang. Nói tóm lại, ba cõi sơ thiền đều nằm chung trên một mặt bằng, và từ tầng phạm thiên giới này xuống tới cõi tha hóa tự tại là 5 triệu năm ức 8000 do tuần. Mặt bằng của tầng này hoàn toàn nằm trên hư không. Trong tầng sơ thiền có một vị phạm dương cai quản tất cả phạm thiên, đồng thời đó cũng là vị phạm thiên có mặt đầu tiên trên tầng sơ thiền, vào điểm vũ trụ này mới vừa được hình thành. Chính trong bài kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn đã kể lại rằng, khi thế giới này bị tiêu hoại xong, một thế giới mới được cấu tạo và lúc đó, trên tầng phạm thiên giới, có một vị phạm thiên xuất hiện trước tiên, sống một mình tại đây, rồi thời gian sau, có nhiều phạm thiên kia là sáng tạo chủ, là thượng đế của mình, cả vị phạm thiên cũng nghĩ như vậy. Từ đó các phạm thiên hậu sinh trở thành đồ chúng cho vị ấy, một số làm cố vấn, còn một số làm tùy tùng. Vậy ở tầng sơ thiền,
chỉ có một vị Đại Phạm Thiên mà thôi, và khu vực được gọi là cõi Phạm Thiên ấy thực ra là trú xứ riêng của vị Phạm Thiên trưởng lão nọ. Một luận cứ nữa cũng xác đáng là khi đề cập đến Đại Phạm Thiên Sơ Thiền, bậc đạo sư chỉ dùng danh từ số ít. Phạm Thiên giới nhị thiền cõi thiểu quang thiên, Paritabhabhumi. Phạm Thiên, cõi thiểu quang thiên là những vị có hào quang kém nhất trong tầng nhị thiền. Cõi thiểu quang là trú xứ của các Phạm Thiên kém hào quang ấy. Cõi vô lượng quang thiên, Apamanabhumi. Phạm Thiên vô lượng quang là những vị có hào quang tỏa ra suốt khắp vô biên. Cõi vô lượng quang thiên là trú xứ của các Phạm Thiên có hào quang vô lượng. Cõi quang âm thiên, Abhasarabhumi. Cái gì được túa ra, xẹt ra, phóng ra thì gọi là tia hay vệt bắn lằn xẹt. Phạm Thiên cõi quang âm là những vị Phạm Thiên có hào quang phóng túa từ thân mình ra thành từng tia. Tâm tư các Phạm Thiên cõi quang âm luôn tràn đầy hỷ lạc, một tâm thái trong sáng thanh tịnh, với một nội tâm thuần khiết như vậy thì sẽ tác động đến sắc diện, gọi theo Abhidhamma là sắc tâm, Chitta Rupa loại sắc pháp được tâm trợ sinh. Ở đây sắc tâm ấy lại làm điều kiện cho hào quang phát sinh. Chính vì thế, từ thân mình của Phạm Thiên quang âm luôn túa ra nhiều tia sáng rực rỡ. Ta gọi các tia hào quang đó là Chittapachaya, Yututra, Rupa, loại sắc quý tiết do tâm lý trợ sinh. Nói về trú xứ của các Phạm Thiên quang âm thì cũng được gọi tên theo cách phát sáng của họ là quang âm thiên. Abhasaranam, Nibbatati, Abhasara. Ba cõi của tầng Phạm Thiên nhị thiền đều nằm chung trên một mặt bằng được cấu tạo bởi bảy báu, và dĩ nhiên mỗi hạng Phạm Thiên ở một khu vực khác nhau. Ta gọi khu vực của Phạm Thiên thiểu quang là cõi thiểu quang thiên, khu vực của Phạm Thiên vô lượng quang thì được gọi là cõi vô lượng quang, khu vực Phạm Thiên quang âm chính là cõi quang âm thiên. Từ mặt bằng của tầng nhị thiền xuống tới tầng Phạm Thiên giới sơ thiền là 5 triệu năm ức 8 ngàn do tuần, và ở tầng nhị thiền cũng có cung điện Hoa Viên Hồ Sen cùng cội Như Ý Thọ, Kaparukha. Các Phạm Thiên thiểu quang có vai trò tương đương như Phạm Chúng Thiên ở tầng sơ thiền, các Phạm Phụ Thiên ở tầng sơ thiền, còn các Phạm Thiên quang âm thì chẳng khác gì Đại Phạm Thiên ở tầng sơ thiền. Phạm Thiên giới tam thiền cõi thiểu tịnh thiên, Paritasubhabhumi. Phạm Thiên cõi thiểu tịnh thiên là những Phạm Thiên có ánh hào quang kém chói lọi, kém xinh đẹp nhất trong tầng tam thiền. Cõi thiểu tịnh thiên là cõi của những Phạm Thiên có hào quang kém ánh sắc nhất trong tầng tam thiền. Cõi vô lượng tịnh thiên, Apaman Subhabhumi. Phạm Thiên cõi vô lượng tịnh thiên là những vị có ánh hào quang cực kỳ huy hoàng. Trú xứ của các Phạm Thiên ấy cũng được gọi là cõi vô lượng tịnh thiên. Cõi biến tịnh thiên, Subhakihabhumi. Phạm Thiên cõi biến tịnh thiên là những vị toàn thân được bao bọc bởi một dần hào quang chói lọi, và trú xứ của họ được gọi là cõi biến tịnh thiên. Tiếng Suba xinh đẹp lộng lẫy ở đây chỉ cho ánh sắc hào quang của chư Phạm Thiên ở cõi tam thiền. Nhưng hào quang thế nào mới được gọi là đẹp? Các ngài bảo rằng hào quang của chư Phạm Thiên trên tầng tam thiền này tương tự như dần sáng của mặt trăng vậy, có nghĩa là các tia hào quang đang vào nhau tạo thành một quần tròn không khuếch tán. Và sở dĩ tiếng Subhakina được biến dạng ra Subhakina là vì người ta đổi chữ A trong Subhakina thành A lớn, rồi đổi nốt chữ N lớn thứ hai trong Kina
thành ra Subakinha. Xét theo văn phạm Pali thì dù thay đổi như vậy, cũng không làm mất nghĩa không trái với mẹo luật ngữ pháp. Ba bậc Phạm Thiên Tam Thiền vừa kể đều ở chung một chỗ nhưng được gọi tên khác nhau là vì y cứ vào mỗi sắc hào quang khác nhau. Mặt bằng của tầng Tam Thiền hoàn toàn lơ lửng trên hư không, được cấu tạo toàn bằng bảy báu. Các tầng Phạm Xứ Nhị Thiền 5 triệu năm ước 8.000 do tuần và cũng có đủ đền đài, hoa viên, hồ sen, cội như ý thọ. Phạm Thiên Cõi Thiểu Tịnh Thiên có vai trò tương đương với Phạm Chúng Thiên ở tầng Phạm Xứ Sơ Thiền. Phạm Thiên Cõi Biến Tịnh Thiên có cương vị tương đương như Phạm Phụ Thiên và Phạm Thiên Cõi Biến Tịnh Thiên thì hoàn toàn ở vị trí giống như Đại Phạm Thiên ở tầng Sơ Thiền. Phạm Thiên Giới Tứ Thiền Cõi Quảng Quả Thiên Veha Paha Labumi. Phạm Thiên Cõi Quảng Quả là những vị đáo đạt các thành quả to lớn. Ở đây theo câu giải tự trên thì tiếng Quảng Quả phải có tên Pali là Vipula Phala, nhưng người ta đã đổi thành Veha Phala bằng cách lấy Veha thế Vipula, lấy Pha thế Pha, chỉ có vậy. Nói về cõi Quảng Quả thì có các câu giải tự sau đây. Cõi Quảng Quả là một Phạm xứ mà ở đó các Phạm Thiên hưởng được một phúc quả kiên cố, đặc biệt và bất động nhờ năng lực thiền định. Sở dĩ phúc quả dưới ba tầng Phạm xứ thấp không được gọi là phúc quả rộng lớn, Quảng Quả, vì khi thế giới này bị tiêu hoại bằng hỏa giới thì ba cõi ở tầng Phạm xứ sơ thiền bị tiêu hoại theo. Khi thế giới này tiêu hoại bằng thủy giới thì tất cả tầng nhị thiền Phạm xứ cũng bị tiêu hoại. Tới khi thế giới bị tiêu hoại bằng phong giới thì kể cả tầng Phạm xứ tam thiền cũng bị tiêu hoại nốt. Chư Phạm Thiên trong ba tầng Phạm xứ đó cũng phải chấm dứt thọ mạng. Trong chính cõi của ba tầng Phạm xứ thấp chỉ có Phạm Thiên Cõi Biến Tịnh Thiên là có hạn lượng tuổi thọ lâu nhất, đến cả 64 đại kiếp, còn những Phạm Thiên sinh ra sau đó thì sống ít hơn, bởi trước khi họ sống tới đại kiếp thứ 64, cõi Biến Tịnh Thiên đã bị tiêu hoại vì đã đến chu kỳ thế giới tiêu hoại bằng phong giới. Muốn rõ điều này, hãy xem phần sau. Nói về cõi Quảng Quả thì không bị tiêu hoại bằng cách nào trong ba cách hỏa giới, thủy giới, phong giới, và Phạm Thiên trên cõi này dù sinh ra trong thời gian nào cũng sống đủ 500 đại kiếp nhờ năng lực của ngũ thiền. Chính vì thế cõi này được gọi là cõi Quảng Quả. Theo quy luật, các cấp thiền định hỷ thọ không được kiên cố thù thắng bằng thiền định xả thọ, mà các tầng Phạm xứ thấp thì đều là tương ứng với thiền định hỷ thọ, nên các Phạm Thiên thấp không thể bì được với các cõi Phạm Thiên cao trên nhiều mặt, vì các tầng Phạm xứ cao đều là cõi của những Phạm Thiên tứ thiền. Nói theo Abhidhamma là ngũ thiền và tứ thiền luôn là xả thọ. Cõi Vô Tưởng Thiên Asana Sata Bhumi. Phạm Thiên vô tưởng là những vị không có sở hữu tưởng. Tuy ở đây nói là không có sở hữu tưởng, nhưng ta phải hiểu rằng trên cõi đó cũng không có cả những thành phần danh uẩn khác, bởi tứ danh uẩn không bao giờ tách rời nhau, hễ có một là có cả bốn, hễ không có đủ bốn thì không bao giờ có một. Đây chỉ là một danh từ được gọi theo cách Upalakhana Nidasana Naya, ghép xảo ngữ hay lối nói mẹo. Phạm Thiên vô tưởng là những vị không có tứ danh uẩn, mà tưởng uẩn là đại diện. Tuy chỉ là những ngẫu tượng vô tri, nhưng vẫn được gọi là chúng sinh, đó chính là người vô tưởng vậy. Thường thì chúng ta ai cũng nghĩ rằng cái gì vô tri, cái đó không phải là chúng sinh, sinh linh. Suy nghĩ ấy cũng khá đúng, nhưng không phải hoàn toàn đúng. Điển hình là các Phạm Thiên, họ hoàn toàn không có tâm thức, nhưng họ vẫn có sinh mạng. Sở dĩ có trường hợp kỳ lạ như vậy
là do khi đã chứng đạt ngũ thiền ở cõi người, họ đã tác ý ly tham với tâm thức. Sau khi mệnh chung từ cõi người, họ đã sinh lên cõi sắc giới, làm phạm thiên vô tưởng. Nói cho đúng hơn, chỉ là những ngẫu tượng vô tri, nhưng không phải vì thế mà họ không được gọi là chúng sinh, cho nên Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha cố tình dùng tới từ Sata để gọi họ Asana Sata với mục đích làm nổi bật và khẳng định chỗ đứng của họ trong hàng ngũ các chúng sinh. Anana Satanam Nibatati Asana Sata, cõi của những hữu tình vô tri được gọi là cõi vô tưởng. Tuy gọi riêng là cõi quảng quả và cõi vô tưởng, nhưng kỳ thực hai cõi đó nằm chung trên một mặt bằng. Mặt bằng này cách tầng tam thiền phạm xứ 5 triệu năm ức 8 ngàn do tuần và cũng được cấu tạo bằng bảy báu, cũng có hoa viên, hồ sen và cây như ý. Không thấy các ngài nhắc tới đền đài, cung điện gì cả, và mặt bằng này cũng hoàn toàn lơ lửng trên hư không. Phạm thiên cõi quảng quả cũng được phân ra làm ba hạng, dựa trên ba cấp ngũ thiền bậc hạ Hina, bậc trung Madhyama và bậc thượng Panita. Vị trí của ba hạng phạm thiên này cũng tương tự như ba hạng ở cõi sơ thiền, nhưng sở dĩ các ngài chú giải sư không kể rõ ba hạng này, vì hạng nào cũng có tuổi thọ bằng nhau và đều có thể trông thấy nhau, thay vì ở ba tầng phạm xứ thấp thì hạng phạm thiên dưới không thấy được hạng phạm thiên trên, nếu các vị phạm thiên trên chưa tự hóa thô tướng cho thấy. Cõi ngũ tịnh cư phạm xứ Sudavasa. Năm cõi tịnh cư cũng thuộc tầng phạm xứ ngũ thiền, tức tứ thiền nói theo tạng kinh, nhưng ở đó chỉ có chư thánh nhân tam quả và tứ quả, không có hạng nào khác cho dù có chứng đạt ngũ thiền đi nữa. Các cõi tịnh cư chỉ dành cho bậc tam quả và tứ quả ở thôi. Năm cõi tịnh cư nằm trên hư không, theo thứ lớp từng cõi chứ không nằm chung như các tầng phạm thiên thấp cao. Cõi tịnh cư đầu tiên, các cõi quảng quả và vô tưởng 5 triệu năm ức 8 ngàn do tuần, và mỗi cõi tịnh cư cũng cao thấp hơn nhau chừng đó. Bây giờ, giải về từng cõi một. Cõi vô phiền thiên, Avihabhumi. Phạm thiên cõi vô phiền thiên là những vị sống trọn vẹn với cái mình có, không bị thất thoát hay mất mát gì cả. Phạm thiên vô phiền thiên là những phạm thiên trước sau vẫn giữ nguyên cái gì mình đã thành đạt, không để thất thoát mất mát. Sở dĩ định nghĩa như vậy về chư phạm cõi vô phiền thiên là vì các vị này luôn sống hết thọ mạng của mình, không bao giờ mệnh chung khi hạn lượng tuổi thọ ở cõi vô phiền thiên chưa hết. Không như phạm thiên trên cõi tịnh cư cao, các phạm thiên trên ấy thường không sống hết tuổi thọ mà mình được quyền sống lại nữa. Những thiên lạc trên cõi vô phiền thiên cũng chỉ chấm dứt khi thọ mạng của chư phạm thiên chấm dứt. Vì thế cõi tịnh cư đầu tiên được gọi là cõi vô phiền thiên. Phạm thiên ở cõi không thất thoát mất mát được gọi là phạm thiên vô phiền thiên. Cõi của họ cũng mang tên là cõi vô phiền thiên. Cõi vô nhiệt thiên, Atapabhumi. Phạm thiên vô nhiệt thiên là những phạm thiên không có sự bức nhiệt trong nội tâm. Sở dĩ nói như vậy là vì phạm thiên ở cõi này thường xuyên nhập quả định Phala-sa-ma-pa-ti thiền quả, nên các phiền não cái Nivarana không có cơ hội bộc khởi để gây bức nhiệt. Nhờ vậy, nội tâm chư phạm thiên này luôn an tịnh mát mẻ. Atapanam Nibatami Atapa, cõi của các phạm thiên như vậy được gọi là cõi vô nhiệt thiên.
cõi thiện kiến thiên. Sudasabhumi. Phạm thiên thiện kiến là những phạm thiên mà ai nhìn vào cũng thấy mình được an vui thoải mái. Quả thật vậy, thân tướng của chư phạm thiên thiện kiến rất đẹp, chỉ cần được nhìn thấy các vị là người khác cũng đã thấy hoan hỷ, an lạc. Phạm thiên thiện kiến là những phạm thiên có đủ ngũ nhãn thanh tịnh, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn nên nhìn cái gì cũng dễ dàng. Ở đây, nhục nhãn là con mắt thường, thiên nhãn là nhãn lực siêu nhân được thắng trí, tác động tức là cũng mặt thường đó nhưng được trợ lực bằng thần thông nên có thể nhìn thấy mọi vật xa gần, thô tế, dễ dàng. Chư phạm thiên thiện kiến có nhãn lực rất bình thường, có khả năng nhìn xuyên suốt mọi thứ một cách rõ ràng, còn pháp nhãn chính là ba thánh đạo thấp và tuệ nhãn ở đây là quán trí. Vipassanana, phản kháng trí, Pajavekananana, cùng tất cả các thắng trí, Abhinna. Cõi của chư phạm thiên ấy cũng được gọi là cõi thiện kiến. Cõi thiện hiện thiên, Sudabhisumi. Phạm thiên thiện hiện thiên là những phạm thiên nhìn thấy mọi thứ một cách dễ dàng. Phạm thiên thiện hiện thiên là những vị có nhãn lực tinh tường hơn cả phạm thiên thiện kiến. Tức là nói về pháp nhãn thì chư phạm thiên ở hai cõi, thiện kiến và thiện hiện thiên bằng nhau không hơn kém nhau tí gì. Nhưng về nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn thì chư phạm thiên thiện hiện thiên hơn hẳn chư phạm thiên thiện kiến. Trú xứ của các phạm thiên ấy cũng được gọi là cõi thiện hiện thiên. Cõi sắc cứu cánh thiên, Akanitabhumi. Phạm thiên sắc cứu cánh thiên là những phạm thiên đạt được những cái không nhỏ nhoi tầm thường, hay là phạm thiên cứu cánh thiên là những vị đạt được các pháp to lớn so với chư phạm thiên hữu sắc khác. Thích giải, sở dĩ nói những pháp tánh của phạm thiên sắc cứu cánh thiên không có gì là nhỏ bé tầm thường, vì lý do là giới đức, định đức, tuệ đức của các vị ấy vượt trội hơn bất cứ một phạm thiên hữu sắc nào, kể cả bốn cõi tịnh cư thấp. Phạm thiên ở bốn cõi tịnh cư thấp rất có thể tái sinh sang kiếp khác. Riêng về phạm thiên cõi sắc cứu cánh thiên thì trước sau gì cũng niết bàn ngay cõi ấy chứ không tái sinh ở đâu nữa, đó là quy luật, đồng thời cũng là nét ưu việt của chư phạm thiên cõi sắc cứu cánh thiên. Phạm thiên trên năm cõi tịnh cư luôn đồng đẳng nhau theo từng cõi, trong mỗi cõi không có tình trạng phân hạng cao thấp như ở các tầng phạm xứ thấp ngoài tịnh cư, bởi vì chư phạm thiên trong mỗi cõi đều có thể nhìn thấy nhau một cách dễ dàng, và vị nào cũng có tuổi thọ bằng nhau, không ai hơn kém ai. Bất cứ một người chư thiên hay phạm thiên nào muốn sinh vào năm cõi tịnh cư đều phải hội đủ hai tiêu chuẩn chứng đạt ngũ thiền cùng tam quả. Ai trội về tính quyền thì sinh vào cõi vô phiền thiên, Aviha Bhumi. Ai trội về tấn quyền thì sinh vào cõi vô nhiệt thiên, Atapa Bhumi. Ai trội về niệm quyền thì sinh vào cõi thiên kiến, Sudasa Bhumi. Ai trội về định quyền thì sinh vào cõi thiện hiện thiên, Sudasi Bhumi. Ai trội về tuệ quyền thì sinh vào cõi sắc cứu cánh thiên, Akanita Bhumi. Nếu ở hết tuổi thọ trong cõi tịnh cư thấp mà vẫn chưa chứng tứ quả thì phải tiếp tục sinh lên từng cõi tịnh cư cao hơn để tu tập. Nhưng điểm tối hậu là cõi sắc cứu cánh thiên đã sinh vào đây rồi, thì trước sau gì cũng chứng đạt tứ quả, không bao giờ có trường hợp từ cõi sắc cứu cánh thiên lại đi tái sinh sang các cõi khác. Phục chương về 16 cõi sắc giới. Như đã nói trên,
mỗi cõi sắc giới đều có ba hạng phạm thiên với ba cương vị khác nhau, hoặc là tùy chúng, hoặc là cố vấn, hoặc là phạm chủ. Nhưng chỉ ở tầng sơ thiền, chư phạm thiên mới được gọi tên theo từng cương vị. Ở tầng nhị thiền và tam thiền thì chư phạm thiên được gọi tên theo cách phát quan của mình. Riêng về tầng tứ thiền thì chư phạm thiên được xưng danh theo pháp tánh đặc biệt của mình. Chính lối định danh như vậy mới giúp chúng ta hiểu được từng đặc điểm của mỗi phạm xứ, đồng thời cũng giúp chúng ta dễ nhớ. Cũng như ở cõi đạo lợi có tháp Chulamani để tôn trí răng nhọn của bậc đạo sư cùng với lọn tóc mà ngài đã cắt bỏ khi đi xuất gia, trên cõi sắc cứu cánh thiên cũng có một ngôi tháp để tôn trí bộ dương phục của Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Nguồn gốc của bộ dương phục này là khi Bồ Tát bỏ hoàn thành đi xuất gia tại bờ sông Anoma, thì phạm chủ Gahatikara đã từ cõi sắc cứu cánh thiên hiện xuống dâng cho ngài 8 món pháp khí Parikara như y áo, đồ cạo tóc, ống đựng kim, giải lược nước, vân vân, rồi mang bộ dương phục của ngài về thờ trên cõi mình. Ngôi tháp tôn trí bộ dương phục đó cao 12 do tuần và được gọi là tháp Dusa, y phục tháp, như trong tập sớ của bộ Buddha Vamsa cũng đã kể lại. Trên các cõi sắc giới cũng có đền đài, hoa viên, hồ sen như ở sáu cõi dục thiên, nhưng kỳ vĩ, đẹp đẽ hơn nhiều. Trên các cõi sắc giới cũng có những cây như ý thọ, Kaparukha, nhưng cây này không tạo ra các món thực phẩm như cây như ý ở sáu cõi dục thiên. Chư thiên phạm thiên cũng biết vừa ý với đền đài hoa viên của mình, nhưng cái vừa ý đó không phải là dục tham thô thiển, bởi từ khi còn ở cõi nhân loại, họ đã khước từ nó. Chư phạm thiên không có vấn đề giới tính, tuy nhiên thân tướng của họ thì là hình dáng nam nhân. Nói về sinh hoạt trong đời sống của chư phạm thiên thì có vị thường nhập phạm trú định, tức là nhập định về đề mục vô lượng tâm. Nếu là thánh phạm thiên thì nhập quả định để tìm sự an vui cho nội tâm. Vào thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, có hai vị tỷ kheo rất thân thiết với nhau. Một vị thì chuyên về pháp học Gandhadura, một vị thì chuyên tu thiền định Vipassanadura. Sau khi mệnh chung, vị chuyên tu thiền định đã sinh lên cõi thứ ba của tầng phạm xứ sơ thiền. Còn vị tỷ kheo chuyên về pháp học thì đã sinh lên dục thiên, rồi sau đó trải qua nhiều sinh hữu để cuối cùng sinh làm Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Nói về phạm thiên sơ thiền kia chính là phạm thiên Sahampati, người đã hiện xuống cung thỉnh bậc đạo sư thuyết pháp độ đời. Phạm xứ vô sắc giới. Cõi vô sắc giới là khu vực hiện hữu của chư phạm thiên siêu hình. Ở đâu có tâm quả vô sắc, ở đó là cõi vô sắc vậy. Cõi vô sắc là chỗ mà chỉ có danh pháp. Trong khu vực siêu hình vừa nói trên, chỗ nào đặc chuyên về thiền hư không vô biên xứ, chỗ ấy được gọi là cõi không vô biên xứ. Tuy nói là bốn cõi vô sắc nhưng kỳ thực đó chỉ là một khoảng không gian bao la vô giới tuyến, thế giới hiện hữu của những phạm thiên siêu hình. Ở đây, tiếng siêu hình cần phải được hiểu theo nguyên nghĩa tuyệt đối. Có người bảo rằng đã là một thế giới hoàn toàn siêu hình như vậy thì không thể gọi là cõi được. Để bác bỏ quan điểm đó, ngài giáo thọ sư Anuruddha đã cố tình dùng từ Bhumi khi nói tới bốn tầng vô sắc phạm xứ. Thế rồi từ cơ sở này, một số người lại đi đến quan điểm sai lầm khác. Nếu được gọi là cõi thì trên bốn tầng phạm xứ vô sắc cũng có đền đài, hoa viên, hồ sen, cội như ý thọ như các cõi phạm thiên khác, nhưng họ đã quên mất một điều quan trọng là chư phạm thiên vô sắc đều được hiện hữu bằng năng lực thiền định ly tham trong sắc Rupa Vira Gabhavana. Nên chẳng những bản thân họ là vô sắc mà cả phạm xứ của họ
cũng hoàn toàn siêu hình. Các ngài nói rằng, cõi nhân loại với đại địa ngục A Tỳ, A Vi Tri cách nhau một ức hai muôn, 12.000 do tuần, từ cõi tha hóa tự tại là hai ức năm muôn 2.000, nghĩa là 252.000 do tuần. Từ cõi nhân loại lên cõi phi tưởng phi phi tưởng, cách nhau 71.8 ức 5 muôn 6.000, có nghĩa là 71.856.000 do tuần. Đại địa ngục A Tỳ với cõi phi tưởng cách nhau 71.9 ức 7 muôn 6.000, nghĩa là 71.976.000 do tuần.